Buồn vì Covid, Covid chẳng đi đâu được, nằm queo ở nhà. Kinh tế thì chẳng làm ra, ăn thì vẫn phải ngày 3-4 lần, mà một lần ăn có nhiêu đây nha anh em. Bà nội cha nó cứng, đuổi mà làm như gỗ vậy đó. Nghĩ mà tội nghiệp mấy con chó nhà nghèo kia chỉ được gặm xương thôi, lâu không có gì ngoài điều kiện riêng, củi có gặm quanh năm luôn. Trời ơi, sao ăn hoài mà không thấy no vậy ta? Chắc chắn là bị nhãi chó nó nhập rồi. Biết vậy nãy thà nhai nhíp lào còn có chắc hơn á. Để suy nghĩ kiếm cái gì chơi cho đỡ chán cái coi. Ơi chán quá. Ơi lai chim cho nó vui ha. Hello, chào bạn chó đớm, hi chị chó mực nha. Em chó dằn khỏe không? Lâu quá không gặp chú bẹt dê nha. Cả mấy em chó cỏ là fan cứng của Lưu nữa. Miền ơi, play gì mà toàn chó vô xem không vậy trời. Cưng quá đi, Lưu gửi một nụ hôn tới tập thể người yêu cũ nha. Lưu chào 1k bạn đang xem play nha. Mau mau ấn nút chia sẻ để Lưu lấy động lực, lát nữa Lưu like chim tiếp. Nay Lưu rảnh nên cho mấy anh xíu cho nó sinh động. Alo, 113 phải không ạ? Đúng rồi. Có thể gọi lại cho Lưu được không? Máy Lưu hết tiền rồi. Alo, 113 hả? Rồi nói đi. Có thể giúp Lưu nối máy đến 115 được không? Máy Lưu bị hư số 5 rồi. Ổ chà, mày chắc tao đốt nhà mày quá. Dạ, nếu vậy phiền anh gọi thêm giúp Lưu 114 luôn nha. Lưu cảm ơn mãi mãi, cúp máy đây. Liều liều đó anh bắt được Lưu á. Chán quá, cách ly kiểu này không biết phải sống kiểu gì đây. Đang lại nên sẵn Lưu Ford ông chủ của mình luôn hen. Chậm lương cả tháng nay tôi gặp khúc củi đó ông Khang ơi. Sướng gì lông mà sống gì lương mà ông Khang. Đói quá đi. Lưu á, mới nghe nói á, bên ông còn mới cho ra mắt sản phẩm. Đó là dây chuyền Tâm An, được chế tác từ chất liệu đá dạ minh châu quý hiếm, với phiên vàng 18K trị giá 2 phân được đặt trong một hộp, giống như hình cuốn sách. Và Lưu còn nghe nói bên trong đó còn có rất nhiều câu nói hay và ý nghĩa nữa. Chào 3K bạn đang xem like nha. Để Lưu nói tiếp đây. Tất cả đều là hàng ham mê. Với hai mẫu mặt dây chuyền, đó là ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Phật Mẹ Quan Âm, mang một ý nghĩa tâm linh. Chưa hết nha ông Khang, Lưu còn biết khi mang theo dây chuyền này sẽ giúp chúng ta xua tan đi mệt mỏi, giải tỏa những áp lực trong cuộc sống, đêm về cảm thấy an tâm và có một giấc ngủ thật là ngon lành luôn á. Các bạn nhớ like và chia sẻ mạnh vô nha. Để ông Khang ổng trả lương cho Lưu cái, khi mua hàng sẽ được tặng một bộ sản phẩm bao gồm một hộp kem Osun có tác dụng là chuyên trị nám tàn nhang đờ mồi, trị giá là 1,2 triệu, giá niêm yết và đầy đủ các giấy chứng nhận về chất lượng sản phẩm. Ngoài ra còn có thêm một cây son Sophia nữa, nếu ai muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp hoặc nhắn tin vô số hotline điện thoại là 0971551989 á. Thôi phốt ông Khang vậy là đủ rồi, đi gặm củi tiếp đây. Lưu kết thúc live stream nha mọi người. Thân ái chào tạm biệt và quyết thắng. Dạ xin chào, không biết có bao giờ đại đa số người Việt Nam có gặp trường hợp giống như Khang hay không? Có thể là một ngày quá mệt mỏi, áp lực với công việc và cuộc sống, đêm về ta nằm xuống muốn tìm một giấc ngủ thật là yên lành, nhưng cứ mỗi khi nhắm mắt lại, lúc đó cảm giác như là người mình tê cứng và không thể nào ngủ được. Cứ cố gắng ngủ thì sẽ bị đè. Cái cảm giác ấy đối với Khang thật là khủng khiếp. Có những lúc Khang muốn buông xuôi trong cái giấc ngủ lúc đó, có nghĩa là thôi muốn làm gì làm, nhưng mà đến hết ngày này qua tháng nọ Khang không thể nào chịu nổi. Thậm chí có những lúc Khang nằm ngủ một mình phải đợi đến 4-5 giờ sáng, nghe tiếng quét rác, nghe tiếng lọc cọc của những nhà hàng xóm, họ thức dậy để chuẩn bị cho một ngày mới. Lúc đó tự nhiên trong tâm trí của Khang mới bắt đầu cảm thấy yên tâm và chìm vào giấc ngủ. Kể từ đó Khang quyết tâm tìm một sản phẩm gì đó để bên mình, cho mình cảm thấy yên tâm hơn mỗi khi ngủ. Và cái này là Khang nói thật, kể từ khi Khang mang sợi dây chuyền, Khang đặt nó là sợi dây chuyền Tâm An, có nghĩa là tâm mình lúc nào cũng bình an, thanh thản, không cần phải suy nghĩ, nghĩ ngợi gì nhiều. Từ khi Khang đeo cọng dây chuyền này vào, thực sự Khang cảm thấy rất là yên tâm, không còn cảm thấy sợ mỗi khi chìm vào giấc ngủ nữa. Bởi vì mỗi khi ngủ, Khang đều tắt đèn. Thì khi mà Khang tắt đèn, cọng dây chuyền này phát ra một luồng ánh sáng dịu, nhẹ và đặc biệt được tạc hình những vị Phật. Thì hôm nay, nếu như có những ai gặp phải những trường hợp giống như Khang, thì Khang xin chia sẻ một sản phẩm tự tay Khang thiết kế. Cái này là sản phẩm phải nói là khá công phu và cũng có thể là một trong những cái ý tưởng hơi táo bạo của Khang, vì Khang sản xuất nó không, cái số lượng nó không được nhiều, bởi vì toàn là hàng handmade, có nghĩa là tự tay làm không à, chứ không phải là máy móc gì cả. Cũng có một số máy móc nhúng vào nhưng mà chủ yếu vẫn là tự tay làm. Và đây Khang xin giới thiệu một sản phẩm. Đây, cái này không phải là Khang bán sách mà là Khang bán sợi dây chuyền Tâm An. Thì thay vì sợi dây chuyền này được đặt vào những cái hộp xong rồi bán cho khách hàng, như vậy thì đối với Khang nó bình thường quá. Khang lên mạng, Khang sưu tầm rất nhiều những câu nói hay, chân lý cuộc sống. Đây, Khang xin mở ra một chút xíu những cái trang này.
Đây là những cái câu nói mà Khang đúc kết thành một cái quyển. Cái quyển này gọi là quyển quà tặng đi, chứ không phải gọi là quyển sách gì cả. Tại vì Khang không phải là bán sách. Thì Khang đọc sơ qua một số nội dung trong cái vật phẩm này nhé. Không cần biết bạn từng chơi với bao nhiêu người, chỉ xem khi bạn khó khăn có bao nhiêu người chơi với bạn, là một trang khác. Tiền rách dán đúng cách vẫn còn giá trị, nhân cách mà hôi, dù có xịt nước hoa vẫn nặng mùi. Sống làm sao cho người ta nể, chứ đừng để người ta khinh. Sau khi tổn thương, con người sẽ trở nên bướng bỉnh hơn, khó tính hơn, lạnh lùng hơn và mất niềm tin vào người khác. Đây cũng chỉ là một trong số những câu nói được nằm trong cái quyển này. Vì sao Khang lại có một ý tưởng, có nghĩa là Khang để một cái cọng dây chuyền vào lồng vào một cái quyển sách như vậy? Bởi vì mỗi tối khi ngủ, có thể là mọi người đeo cọng dây chuyền này vào. Còn nếu như không thích đeo thì có thể để nó bên cạnh, vì mỗi khi tắt đèn thì nó sẽ tự phát sáng. Cọng dây chuyền này được làm bằng từ đá dạ minh châu. Và cái khoen của cọng dây chuyền này đặc biệt là làm bằng vàng, hai phân vàng, vàng nữ trang, vàng 18K. Chỉ có hai phân mà thôi. Thì Khang muốn làm cho nó có giá trị hơn. Đây là mặt dây chuyền ngày Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khang chỉ làm có hai loại mặt thôi. Đó là số 1 là ngày Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và số 2 là mẹ Quan Âm. Thì nếu như những ai muốn mua hàng bên Khang đang thờ vị Phật nào, một trong hai vị Phật này nè, thì cứ nói cho Khang hay. Đây là hai vị Phật, ngày Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và mẹ Quan Âm. Trên đây là khoen được làm bằng vàng. Thì mọi người có thể khi mà sở hữu cái cọng dây chuyền này rồi, mọi người có thể đem ra tiệm vàng để so sánh có phải là vàng thật hay vàng giả hay không, là biết liền. Nếu như là vàng giả thì Khang sẽ hoàn tiền lại. Vì cái giá trị, cái chi phí của cái sản phẩm này nó cũng khá cao. Bởi vì đây là vấn đề tâm linh, và cũng một phần là được làm bằng thủ công. Nó rất là, phải nói là cực lắm. Cho nên đặc biệt Khang có làm một chương trình như vậy. Khách hàng mà muốn đặt mua sản phẩm này thì Khang sẽ tặng kèm theo cái sản phẩm thương hiệu mỹ phẩm của Khang, tức là mỹ phẩm Osun Care. Cái giá trị của cái hộp mỹ phẩm này là 1.200.000 đồng, được niêm yết trên trang web mỹphẩmosun.com. Đây là cái dòng mỹ phẩm Khang độc quyền phân phối ở Việt Nam. Trên cái hộp này là cái để logo của Thánh Long Tiến luôn nè, và có để địa chỉ của Khang luôn. Đây là loại mỹ phẩm đã được công bố và có đầy đủ giấy tờ đầy đủ, cho nên quý vị cứ yên tâm. Kem này là chuyên về điều trị nám tàn nhang đồi mồi. Ai mà bị nám tàn nhang đồi mồi thì sử dụng kem này khoảng 2 hộp thôi là cảm thấy nó gần như là hết hẳn luôn, hoàn toàn. Lúc đầu khi mà sử dụng kem này thì nó sẽ bị bong tróc ở da, có nghĩa là nó đang đào thải những cái độc tố bên ngoài, và từ từ nó sẽ tái tạo lại làn da mới mịn hơn. Ngoài việc tặng kèm hũ kem Osun chuyên trị về nấm tàn nhang đồi mồi này, Khang có tặng kèm thêm một cây son Sophia. Và cái giá trị của cây son này thì nó dao động từ khoảng 150 cho đến 250. Quý vị cứ lên mạng search son Sophia là sẽ ra được cái giá trị của nó. Có nghĩa là khi mọi người muốn sở hữu mặt dây chuyền tâm an thì mọi người sẽ được Khang tặng kèm theo một hộp kem chuyên về trị nám tàn nhang đồi mồi này. Giá trị của nó là 1.200.000 đồng và một cây son Sophia. Vì sao Khang lại có ý tưởng sưu tầm những cái câu nói hay, là bởi vì Khang muốn hàng ngày những cái công việc áp lực ở ngoài xã hội đã làm cho chúng ta đau đầu quá nhiều rồi. Thậm chí có những cái chuyện nhỏ thôi làm cho chúng ta rất là bực tức, nhưng biết đâu khi trở về nhà nằm trên chiếc giường của mình, chúng ta lật xem những cái lời ý hay đẹp như vậy, làm chúng ta vơi đi những cái tức giận, những cái buồn bã bực nhọc ở trong cuộc sống. Và điều đó cũng là một trong những yếu tố làm cho chúng ta bình tâm hơn, lặng hơn, và chúng ta sẽ thưởng thức được một giấc ngủ ngon hơn. Khi mọi người mua và sở hữu cái sản phẩm tâm an này, có thể là người mua không có nhu cầu sử dụng những cái sản phẩm được tặng kèm này, nhưng mình tặng lại cho người thân của mình, những ai mà đang bị những vấn đề ví dụ như là nám tàn nhang đồi mồi, và những ai, và có thể là những ai đang là một fan của son Sophia nhé. Quyển sách này thì Khang có khoét một cái lỗ ở đây, rồi Khang để mặt dây chuyền tâm an ở trong này. Khi mà mọi người nhận được quyển sách này là mọi người mở đây, cái ở đây nó có một cái tấm kiến này dành để giữ lại cái mặt dây chuyền. Thì mọi người chỉ cần vuốt ra thôi, vuốt cái tấm kiến này ra, mọi người lấy mặt dây chuyền ra và kéo cái tấm kiến lại. Thực sự đây cũng là một món quà rất là hay để dành tặng cho những người thân yêu. Nếu như mà những ai đang muốn tìm một món quà gì đó độc lạ và có ý nghĩa,
thì đây chính là một trong những sản phẩm độc nhất vô nhị ở đất nước chúng ta đang sống. Bởi vì thật sự đây là ý tưởng của riêng Khang, phần lớn chủ yếu là làm bằng tay, thủ công hết. Rồi, Khang chỉ nói đến đây thôi. Liên hệ mua hàng thì mọi người có thể gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin vào Zalo số 0971551989, chỉ có một số duy nhất mà thôi. Cứ gọi vào số hotline đó là sẽ có người ở bên Khang nghe máy và tư vấn cho mọi người ha. Nói chung là Khang mong muốn tạo dựng ra những cái sản phẩm mà nó xuất phát từ những cái gì mà Khang đã trải qua. Khang nói tâm sự nhẹ ở đây, ví dụ như Khang đang bán cái dầu gội chuyên về trị gàu, trị nấm da đầu. Thì vì sao Khang lại phát triển cái dầu gội đó? Bởi vì cá nhân Khang, ngày xưa Khang cạo đầu là mọi người hiểu rồi, có nghĩa là Khang bị gàu nặng, bị nấm nặng lắm. Cho nên Khang quyết tâm tìm kết hợp những cái nguyên liệu để tạo thành một cái sản phẩm trị cái vấn đề bị nấm da đầu và bị gàu. Và song song đó là thực sự cá nhân Khang bị cái vấn đề tâm lý buổi tối trước khi ngủ khá là lâu, cả chục năm nay. Ngủ chung với một người nào đó hay nhiều người nào đó thì không sao, mà mỗi lần mà ngủ một mình là tự nhiên có vấn đề. Thì nó là như vậy. Cho nên Khang quyết tâm tạo nên sản phẩm này, mong mọi người ủng hộ. Giá trị có thể nó hơi cao, nhưng nói về tâm linh thì mọi người đừng nên để ý giá cả của nó. Đồng tiền cũng rất là quan trọng đó chứ. Cho nên Khang mới tặng kèm theo những cái vật phẩm này, những cái sản phẩm này. Khang xin cảm ơn rất nhiều. Chúc mọi người luôn thành công, may mắn và thật mạnh khỏe. Sống với những bộn bề, áp lực, chúng ta thường cố gắng tìm cho mình những phút giây thư giãn nhẹ nhàng, không ồn ào, phức tạp. Thậm chí có những lúc muốn quay về với tuổi thơ, cái độ tuổi mà chúng ta chỉ quay quần bên bếp lửa hồng, bên mâm cơm đạm bạc. Chính vì lẽ đó, Từ Khang đã tạo dựng một kênh có tên là Hoa Sen Food, mong muốn sẽ là người bạn đồng hành cùng quý vị khán giả gần xa tìm về những ký ức đẹp đẽ ngày nào. Từ Khang xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe để đồng hành cùng những sản phẩm của kênh Hoa Sen Food. Hoa Sen Food đồng hành cùng nét đẹp Việt. Mọi người ai yêu quý Khang, hãy nhớ lên YouTube và đăng ký theo dõi kênh Hoa Sen Food của Khang nhé. Xin cảm ơn rất nhiều và chúc mọi người luôn mạnh khỏe.